Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bài 6, hình có tâm đối xứng. Vậy thì hình có tâm đối xứng là gì? Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta nói hai điểm AB đối xứng với nhau qua tâm O. Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng đó chính là tâm O của đường tròn. Đó. Vậy thì hình có tâm đối xứng là nó đối xứng nhau qua một cái điểm. Được chưa nào? Hình có tâm đối xứng còn được gọi là hình đối xứng tâm. Hả? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua các dạng bài tập để các em có thể hiểu rõ hơn cái khái niệm này nhé. Thì đầu tiên là bài số 1, hình nào sau đây là hình có tâm đối xứng? Rồi, vậy thì các em quan sát nhé. Đầu tiên đó là số 96, đúng chưa nào? Số 96. Thứ hai là EF, chữ E và chữ F. Thứ ba là gì các em? Chữ BQ. Vậy thì các bạn thấy này, hình có tâm đối xứng chính là cái hình 96 này. Đây, cái tâm nó nằm giữa số 9 và số 6. Đây, cái điểm này này, nó đối xứng qua cái điểm này, được chưa? Được không nào? Đó, những cái điểm nó đều đối xứng nhau qua tâm. Đó. Còn E và F, đây, ví dụ cái điểm ở góc bên phải chữ E, đúng không? Góc bên trái chữ E thì điểm F nó không có. Điểm F nó không có. Rồi chữ BQ nó cũng vậy. Đấy. Bài số 2, hình nào sau đây là hình có tâm đối xứng, hãy dự đoán tâm đối xứng của chúng. Thì cái chữ X này là cái đầu tiên, đúng không? Chữ X là cái đầu tiên, xong rồi đến chữ N. Chữ N cũng có tâm đối xứng. Đây, tâm đối xứng. Nó không có trục đối xứng thôi, nhưng mà nó có tâm đối xứng, đúng chưa? Rồi, và chữ chữ H, đúng không? Chữ H, nó có tâm đối xứng, được chưa? Rồi, tiếp theo, ta chuyển qua bài số 3. Hình nào sau đây là hình có tâm đối xứng? Thì đầu tiên các bạn thấy là gì? Cái hình này này, được không? Tâm đối xứng. Rồi, hình biển báo thứ hai cũng có tâm đối xứng nằm ở chính chính giữa. Và hình cuối cùng đây, còn cái hình biển báo này không có tâm đối xứng, nó chỉ có trục đối xứng thôi. Được chưa? Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Chắc chắn là hình cái quạt này. Rồi. Hình nào nữa? Hình trái tim thì có trục đối xứng, tam giác đều cũng vậy. Và cánh diều cũng vậy. Vậy chỉ có mỗi cái quạt là hình có tâm đối xứng thôi. Bài 5. Các em hãy quan sát và dự đoán tâm đối xứng của các hình sau. Thì đây, biểu tượng hiệp hội, đúng không? Là tâm nó nằm chính giữa nè. Còn cái ngôi sao 6 cánh, tâm đối xứng cũng nằm chính giữa. Và cái bông hoa tuyết cũng vậy. Được chưa? Bài 6. Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không? Rồi. Thì các bạn thấy là cái hình 1 là phải này, đúng không? Còn hình 2 là không phải đâu. Đúng như các bạn nhìn, các bạn thấy rồi. Nó đâu đối xứng đâu. Cái hình tròn ở phía dưới này nè. Đấy. Hình số 3 là đúng này. Và hình số 4 cũng là đúng. Được chưa? À, hình số 4, các bạn, đây, các bạn quan sát lại nhé. Nó không phải là tâm đối xứng nha các em. Đó. Nó chỉ là được sắp xếp, nó đều thôi. Đó, nên hình này không phải, được chưa? Ví dụ như cái điểm này, nó đâu có đối xứng với một điểm ở phía dưới đâu, đúng không? Đó, nó đối xứng qua ô thì nó đâu có cái điểm nào dưới đây đâu. Rồi, tiếp theo ta qua dạng số 2, tìm tâm đối xứng của các hình cho trước, ước lượng và đo đạt đấy. Thì đầu tiên là vẽ tâm đối xứng nếu có, thì cái tâm đối xứng của cái hình đầu này này là cái điểm chính giữa này, đúng không? Đó. Còn quả chanh cũng là chính giữa quả chanh luôn, được chưa? Còn cái bông hoa này á, là bông hoa, các bạn thấy này, ngũ đúng không? Là có 5 cánh. Nên là nó không có tâm đối xứng, được chưa? Nó không có tâm đối xứng đâu, nên bông hoa này là không phải nhé.
Tiếp theo ta qua bài số 8, hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Hãy xác định tâm đối xứng. Thì hình có tâm đối xứng là gồm hình 1 và hình số 2 này. Còn hình này không phải nha các em. Đấy. Những cái hình mà lẻ đó, đây là ví dụ ba cái cánh này này hoặc là năm cái cạnh của lục giác đều lẻ thì thường nó không phải đâu. Rồi. Vậy hình cánh quạt là hình có tâm đối xứng, nó nằm chính giữa đây này. Còn cái hình này là gồm hai cái hình elip nó lồng vào. Đấy thì nó không có tâm đối xứng, nó nằm ở giữa đây. Tìm tâm đối xứng của các hình sau. Thì hình chữ nhật tâm đối xứng là giao điểm của hai cái đường chéo đúng không? Là nó cũng nằm chính giữa hình. Còn cái hình ngôi sao 6 cánh thì cũng vậy, được chưa? Còn ngôi sao 5 cánh thì không phải, như anh vừa nói rồi đấy. Tìm tâm đối xứng của các hình sau nếu có. Thì đầu tiên là cái hình gì? Cái hình này không biết gọi là hình gì được không? Nhưng mà ta gọi là hình IA. Thì các bạn thấy đây, nó đối xứng, những cái điểm nó đối xứng nhau đây. Đó, qua cái điểm nằm chính giữa cái hình này. Thì nó là tâm đối xứng. Còn hình B không phải này. Còn hình C là cái điểm nằm ở đây. Đó, nó đối xứng, được chưa? Đối xứng nhau. Cái điểm này nó đối xứng với cái điểm ở dưới hai cái hình bát quái, được chưa? Rồi. Bây giờ là cái câu tiếp theo là câu 11 trong cái hình nào sau đây, hình nào có tâm đối xứng, xác định tâm đối xứng. Hình B này nè, chỉ có trục đối xứng nha các em, chứ không có tâm đối xứng đâu. Ví dụ như cái góc cái chữ T này nó đâu có tâm mình, nó đâu có điểm nào dưới đây đâu, nó đối xứng với nhau đâu, được chưa? Nó chỉ có trục đối xứng thôi, nên hình B này không phải. Còn cái hình A này nè, tâm đối xứng nó nằm ở giữa cái chữ O này. Đây cái điểm S này, nó có đối xứng với cái điểm S bên này, được chưa? Đó. Tiếp theo ta chuyển qua bài số 12, chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Rồi, chữ cái có tâm đối xứng ở IA là gồm chữ H này, chữ N, chữ O đúng chưa? Và chữ Y. Được chưa? Còn chữ A thì không phải. Chữ A chỉ có trục đối xứng thôi. Câu B, chữ N, chữ Y và chữ H. Được không? Còn câu C thì chữ Cà Mau thì không có cái chữ nào có cái trục đối xứng. Tiếp theo, bài số 13, tìm vật dụng trong nhà em có tâm đối xứng. À, thì các bạn thấy là cái mâm, đúng không? Cái mâm tròn. Cái mâm, cái đĩa, đúng không? Cái dĩa tròn này. Đó, rồi rất nhiều, được không? Rồi, dạng 3, vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng. Thì vẽ lại, đó, ta thấy để tâm đối xứng, đúng không? Thì ta sẽ xác định những cái điểm đó và ta đối xứng qua cái điểm O này, được chưa? Đó. Các bạn vẽ đối xứng qua cái điểm O này, được chưa nào? Đó thì ra được cái hình ở phía dưới, đúng không? Anh vẽ thì nó hơi xấu xíu đấy. Rồi còn cái chữ demo này là tâm đối xứng là gồm những cái đỉnh này nè, các bạn phải xác định qua ô đúng không? Rồi cái điểm này đối xứng như đây, được chưa? Cái này là cái chữ N đấy, các bạn hiểu nó là cái chữ N được không? Đó, đến này. Rồi, các bạn cứ từ từ xác định nhé. Đấy, thì các bạn nối những cái điểm này lại, được chưa? Cái đỉnh ở dưới này nó đối xứng trên này này. Đấy, nó là cái chữ N. Được không? Đối xứng nhau qua những cái điểm. Được chưa? Rồi, bây giờ ta chuyển qua bài số 15. Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng, cái điểm cho sẵn. Rồi thì ta vẽ như sau, hình này đúng không,
thì ta đối xứng nó lên thôi, được chưa? Đấy, hình này vừa là trục vừa là tâm đối xứng. Trục thì nó nằm ngang này và nằm dọc, còn tâm đối xứng là cái điểm nằm giữa đây. Các bạn vẽ nó thông qua cái điểm này được chưa? Đấy, đây hình tiếp theo. Còn hình này á thì nó hơi khác một xíu. Đấy, đây tâm đối xứng phải qua hai ô phía bên này, được chưa? Rồi, ở đây là cái điểm nằm ở góc này. Các bạn nối những cái điểm này lại. Đó, thì ra cái hình có tâm đối xứng. Tiếp theo tôi qua bài 16. Vẽ lại cái hình sau vào giấy ô vuông. Đó, để có tâm đối xứng. Thì đây các bạn cũng lấy những cái điểm này các bạn đối xứng quá thôi, đúng không? Đó, đây một điểm này, đây một điểm, được chưa? Đây một điểm và đây một điểm, rồi ta nối những cái điểm này lại. Đó, đây một điểm nữa. Thực ra nó là dấu dấu thập đấy, dấu cộng. Rồi còn cái hình bên này thì ta lấy đối xứng qua cái điểm này, đúng không? Rồi đấy, các bạn cứ lấy đối xứng nó qua ha. Đó, rồi ta nối những cái điểm này lại, được chưa? Còn cái mấy cái đỉnh này nè cũng phải lấy nè, được chưa nào? Đấy, vậy thì cái hình này là cái hình có tâm đối xứng. Các bạn nên vẽ bằng thước cho nó thẳng nha, anh vẽ tay thì nó hơi xấu. Tiếp theo cho qua bài 17, vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn. Rồi, ta lại lấy đối xứng tiếp thôi. Thôi, những bài này thì các bạn tự làm nhé. Đây, ví dụ cái điểm này thì các bạn lấy đối xứng một cái điểm phía dưới. Hai đoạn này nó bằng nhau này, được không? Đó, hai đoạn này bằng nhau. Rồi cái điểm này cũng vậy. Hai đoạn này nó bằng nhau, được chưa? Rồi những cái hình này thì các bạn tự vẽ được rồi. Đó, lấy một điểm đối xứng ở dưới. Ở đây cũng vậy. Lấy những cái điểm đối xứng rồi nối nó lại với nhau, được chưa? Nối nó lại với nhau. Rồi ta qua bài 18, vẽ hình có 6 cạnh. Vẽ hình 6 cạnh có tâm đối xứng, không có trục đối xứng. Rồi, vậy thì á các bạn phải vẽ ba cái cạnh này nó không đặc biệt, đúng không? Nó không bằng nhau. Đấy. Ở đây ví dụ là cái hình nè. Anh lấy ví dụ là ba cái đường thẳng đó, nó cách nhau. Đó, nó đối xứng nhau qua ô đây nè. Được chưa? A, B. Hai đoạn này bằng nhau này. Hai đoạn này khác. Đó, nhưng mà vẫn bằng nhau. C, D. Rồi, còn cái đoạn này. Đấy, nói chung là nó không liên quan gì đến nhau đấy. Nó bằng thôi, được không? E, F. Và các bạn nối nó lại thôi. Đó, thì ra cái hình đối xứng. Được chưa? Mà không có trục đối xứng. Rồi, tương tự như vậy. À, vẽ hình cạnh có trục đối xứng mà không có tâm đối xứng. À, có trục đối xứng mà không có tâm đối xứng. Thì đây, các bạn vẽ một cái trục ra, đúng không? Rồi vẽ, đó, vẽ tương ứng với cái những cái phía dưới này này. Đấy, thì hình này chắc chắn nó không có trục đối xứng, nó chỉ có, à nó không có tâm đối xứng, được chưa? Nó chỉ có một cái trục nằm giữa này thôi. Rồi ta qua dạng 4, bài toán thực tế. Rồi thì bài 19, một chiếc bàn có mặt bàn là một hình lục giác đều, viết rằng độ dài đường chéo chính là 12. Đây, đường chéo là 12. Em hãy tính khoảng cách từ tâm đối xứng của mặt bàn đến mỗi đỉnh và chu vi mặt bàn. Thì tâm nó nằm ở giữa, đúng không? Thì tâm đối xứng của mặt bàn đến mỗi đỉnh là 6, được chưa? Là 12 chia 2 là bằng 6, được chưa nào? Khoảng cách, các bạn ghi lời giải khoảng cách từ tâm đối xứng đến mỗi đỉnh của mặt bàn là 12, 1,2 chia 2 là bằng 0,6 nha các em.
đấy 0,6 m. Rồi tiếp theo, vì mặt bàn là lục giác đều nên cạnh của mặt bàn bằng nửa đường chéo, được chưa? Vì mặt bàn là lục giác đều nên cạnh mặt bàn bằng nửa đường chéo. Đấy. Vậy thì chu vi thì sẽ là bằng 0,6, là nửa hình chéo nhân cho 6 cạnh, được chưa? Là bằng 3,6 mét. Đấy. Rồi, vậy kết thúc bài 19 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Nếu thấy hay thì hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.